Phật là một nhà tư tưởng, như trong cái bài nãy nó là một nhà tư tưởng. Nói rằng là Phật là bậc giác ngộ chân lý. Phật dạy mình đừng có đam mê những cái thứ đó. Trên đời này nó có 8 cái khổ mà thường xuyên ai cũng bị hết. Đó là sanh. Sanh tức là cuộc sống hoạt động trong, để mà luôn sống trong cuộc đời mình. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ. Ái biệt ly là như tôi vừa nói, Phu Nhân ơi, chết sống là xử đi về. Ông Thái là trò, dấu biển, Phu Nhân ta hay lắm, hãy tấn công đi. Nghĩa là thi sách bị đấu vào tình kia mà dưới này vẫn cứ tấn công. Bởi vì chết sống là sự đi về, hợp ta là trò, dấu biển. Đó, cái câu đó mà tôi coi cái cùng Tứ Tấn Minh Linh là vừa coi hát mà vừa thiền định. Người thế gian là ta yêu nước mà ta coi sự chết sống là sự đi về. Còn như mình đây, mình học ra chân lý, sinh lão bệnh tử là chân lý mà mình còn sợ nữa hay sao? Cho nên không có sợ. Thành tựu hay không là chân lý, mà mình ở trong cái vũ trụ này mà mình lại sợ cái thành tựu hay không, rồi mình đang khổ vì nó, như vậy là mình bị vô minh che lấp đó. Do vậy cho nên phải học cái thứ nhất là chánh kiến, cái thứ nhất phải chân chánh. Cái thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy rất là thiền định đấy. Chúng ta không học Phật, chúng ta tư duy sai lầm. Thí dụ như bây giờ đây như vậy, cái bài ta nói này, mình phải làm ngành nào nghề đấy, mình phải làm là nhân, mà thu hoạch cái thành quả là quả. Phải trồng cây mới có ăn quả, mà phải kinh doanh thương mại mình mới có lời lại, mới có nhà cửa, mới có sự nghiệp. Phải học vấn, cái nhân là học vấn mới có cái quả trí huệ. Cái nhân là định thì mới có cái quả là tuệ. Giới định, nhân, tuệ là cái quả. Nếu có cái tuệ thì là phải có giới có định. Mà giới được tuệ là nhân, mà giải thoát, và giải thoát cái thiết là quả. Thế thì cái quá trình nhân quả đó nó chỉ có hết cả vũ trụ và nhân sinh. Mà mình muốn vượt qua cái đó, mình danh sinh, mình cầu quên, mình lại dục ai làm cái gì cho mình được. Đó là cái sai lầm lớn lắm. Phút lại mỗi năm vậy đó, Đức Thánh Trần là khai ấn về ngoài đó là chạy xe cái nhà nước ra là khuyến cáo bao nhiêu cũng không sợ. Xe hơi, xe nhỏ, người đi bộ gì đi phút trình làm để mình chờ gì, để khai ấn, để mình nhờ đóng cái ấn. Chưa kể là đóng ấn buông và đóng ấn sớm là phải khúc dược bao nhiêu tiền cho nhiều thì mới được ưu tiên nữa. Thành ảnh đó nó nhiều thứ thua việc phân rắc rối mà không có thực tế chút nào, là do cái tập quán sai lầm tưởng tượng sự giúp đỡ của Phật Thánh chứ không có. Ai đó đi lấy được cái ấn tấm rồi mà ăn hối lộ tham nhũng tiêu cực ha, là vẫn bị trừng trị, bị phạt dạ tù tội, hoặc là bị tịch thu gia sản chứ được vậy. Chứ đâu còn nghệ tình. Cho nên là mình phải học cái thứ hai là chánh kiến, rồi là chánh tư duy, thiền định chân chánh. Mà thiền định á, lẽ ra tôi chưa nói, nhưng mà bây giờ tôi cũng nói đại khái để cho các vị để ý một chút thôi. Thiền định mà tôi bảo đảm các vị thiền định không bao giờ lại. Nếu mà các vị tu thiền định theo lời hướng dẫn của tôi mà làm tất cả những cái tội gì các vị muốn là tôi cam kết bảo đảm. Chịu thường chịu phạt. Nếu các vị nghe là tôi thiền định của tôi. Nhưng mà cái này nói không được. Nói là nói chơi. Một thầy người gần gũi, thiền định gần gũi, mà phải học kinh trừ nhiều rồi mới nói được chứ. Bây giờ ví dụ nói vậy các vị không đành. Nhưng mà cái điều đó mới là bảo đảm là không bao giờ là gì. Nhưng mà ở đây có ai muốn nghe cái đó không ạ? Nghe thì Tôi không có hẹn là tháng sau tôi còn hay không. Gạt không tin là mình còn tới hết năm hay là năm tới. Cho nên là bây giờ là còn bữa nay thì cứ nói bữa nay ha. Tôi đưa ra hai ý. Một cái ý là tôi hướng dẫn cho các vị nếu muốn thấy Phật, muốn gặp Phật, muốn thường xuyên thấy Phật, gặp Phật và ở sống trong hậu quả Phật. Nó còn đó, nó mất đó, nó sinh đó, nó diệt đó, nó mới tốt đó, nó xấu đó, mới có đó, nó không đó, cho nên nó hư vọng. Người nào thấy được cái tính chất phi tốt, thấy được cái tính phi tốt của các Phật, thì người đó thấy được Phật, thấy được Như Lai. Câu đó con thế nên cũng thấy thật. Đừng có bỏ Phật mà mình thờ ở trong các chùa mình để đi tìm Phật học. Nói cái mà Phật tử mình đi tìm Phật học và lẽ mái là một cái sai lầm lớn, trồng lên cái sai lầm lớn. Phật mình thờ đã có rồi, phong tục Phật quán đã có rồi, mà mình còn phải viễn ly cái tượng nó nữa cả mình mới thấy được Như Lai ấy. Thế mà mình về mình lại để lỡ sai lầm một lần là mình tôn trọng, mình kính quý Phật, mình đã mua nó thờ nó lại lục rồi, vậy mà bây giờ mình còn nghĩ rằng Phật đọc là quý hơn, tôn trọng hơn, ồ ạt mình tranh nhau, mình đi lại đi lục cũng dường. Đó là cái sai lầm thứ hai. Người đó không bao giờ thấy được Phật, không bao giờ biết được Như Lai là gì. Mà nếu các gì mình vô vào cái câu đó mà làm cho đối tượng thì để tư duy, để quán chiếu là các gì thì có chỗ nào lạc được không? Lạc để các gì đi đâu, chỗ nào, đường nào nữa để lạc. Ta nhìn giảng pháp giải công như sanh như quyển rồi là lúc nào nhìn giảng pháp cũng là như thị tánh, như thị tướng, như thể thể, như thị lực, như thị tắc, như thị nhân, như thị như, như thị quả, như thị báo. Nghĩa là nhìn giảng pháp cái nào như trên đây gọi là giảng pháp như cái đặng như cái này, giống như là một cái vườn hoa 1000 thứ hoa, thậm chí là 10.000 thứ bông hoa đẹp, mà cái người người ta tư duy, ta thiền định, ta vô tâm rồi ta nhận thức được giải pháp nó không có gì, nó không thật. Để đi vào trong một cái vườn hoa 10.000 thứ đó mà người ta không có dụng tâm lấy bỏ thương ghét quý hay không quý. Thế thì cái người đó là cái người đó trở về sống với cái tánh thật tình bản nhiên vốn có của mình, là phải tập như vậy. Nhưng 1.000 thứ qua cũng như 10.000 thứ qua mà nó không như tất cả pháp, nó không như tất cả hoa. Nghĩa là tôi không có đam mê cái cành hoa nào, cái bông hoa nào, không lưu ý cái bất cứ một thứ hoa nào. Do vậy mà đi ngang vườn hoa mà không hề có cái tầm là mong khởi vui mừng buồn giận, phải quấy thường ghét, lấy bỏ tốt xanh. Đấy, đó là cái tánh Phật là vậy. Thấy Như Lai là cái đó. Rồi tôi đưa ra một cái đối tượng thiền nữa, thiền như vậy nó còn cái chỗ nào để làm. Cái câu tôi vừa nói là kinh Kim Cang Bát Nhã. Rồi còn một cái đối tượng thì mà cung cấp của cái điểm tối thượng thừa của đạo Phật là này tôi Bồ Đề, các ông nên tu tập thiền định như thế này, thường tư duy quán chiếu như thế này, nhất thiết hữu gì pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, sao cái, như vô diện, như cả các bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ cái ông thường tư duy quán chiếu giải pháp nó như vậy. Thế thì các vị thường tư duy quán chiếu như vậy rồi là các vị không còn vấn đề tham lam danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp, bất cứ một cái gì các vị đều nhẹ nhàng hết. Thì các vị lạc là lạc ở chỗ này, điên là điên ở chỗ này, không có chỗ lại, không có chỗ như vậy, không chỗ, không có con đường để gọi là đặt cái đỉnh cao chỗ đó. Như là chúng tôi là người thế, người nhìn nhà Pháp như Bổng, như Nguyễn, như Bà, như Thư Lượng, như Điện, nhìn nhà Pháp như Thư Diệm, như Cảnh Sát Bà Thành, như Thủy Trung Định, như Cảnh Trung Tượng. Cho nên như là hàng ngày sống ở trong nhà Pháp, sống ở trong trời mây non nước có cây quả lá, rất như ai, giống như bọn mình, giống như đệ tử Phật hiện chúng ta, mà Đức Phật không có dính mắc. Vì không có dính mắc cho nên gọi về người là Đức Phật là người có được niết bàn. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham, không có một cái việc tham trong lòng Đức Phật. Người nào không tham mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy đó là người có niết bàn. Nhất là tham, bàn là dục vọng. Người nào không có một khởi niệm dục vọng nào trong lòng là người đó an lành vô tận, vô biên, vô cùng, vô tận. Cho nên người đó gọi là niết bàn. Nhất là không, bàn là yêu, không có yêu ai, yêu tất cả mà không yêu ai, tất cả chúng sanh đều thương hết, đều yêu hết mà không có thương riêng một người nào. Đó là tâm lòng đại từ đại bi, đó nó giống như là ánh sáng mặt trời rõ xuống nhân gian vậy. Do vậy mà không có bận biểu với một cô nào, một anh nào, một chàng nào. Cho nên nếu mà không bạn là yêu thương ha, không yêu thương ai hết mà có được. Thế thì là quán tưởng cái câu chốt của Kim Cang Bát Nhã, thì đó là liệu nghĩa có sự thừa, chứ đừng có đòi có gì. Thì có Phật tử là đòi nhiều, học nhiều, thiết nhiều thứ kinh. Tôi nghe cái đó tôi tội nghiệp. Đâu có cần học nhiều thứ kinh. Nhiều thứ kinh mà có những tên là kinh ngụy tạo, cái gì không biết. Cái gì không biết thì người ta ngụy tạo chỗ nào, cái gì không biết người ta thêm, người ta thêm vô chỗ nào. Cái gì mà học cho nhiều là để mà lấy cái tạp nhạc lộn lạo, chất độc ở trong đó. Nên về làm thực phẩm thì làm sao mà bổ béo được? Cái đó khó rồi nha.